Trong video này thì mình sẽ giải thích về cái mã 2FA khi mà nó yêu cầu cái mã này để thực hiện quá trình rút tiền cho các bác. Thời gian qua thì cũng có rất là nhiều những anh em hỏi mình là mã 2FA là gì, cách lấy mã 2FA như thế nào. Đấy, nhiều người người ta không biết. Thì trong video này mình sẽ giải thích cho các bạn luôn. Thì khi mà các bạn thực hiện quá trình rút tiền ấy, thì nó sẽ hiển thị lên như thế này trên màn hình các bạn thấy này. Vì lý do bảo mật, để hoàn tất khoản thanh toán, bạn cần thêm biện pháp bảo mật 2FA, xác thực hai yếu tố vào phần hồ sơ của mình. Không cần thiết phải kích hoạt nó để đăng nhập vào khu vực khách hàng. Xin vui lòng chỉ đến việc xác thực yếu tố trong phần hồ sơ. Tức là như thế nào? Tức là cái việc mà 2FA này á, nó có để giúp cho các bạn bảo mật tài khoản nó tốt hơn. Ví dụ đi, sau này có một bên khác nó đăng nhập vào tài khoản của các bạn, nó thực hiện quá trình rút tiền, hoặc là bất kỳ một cái thao tác gì đấy, đổi mật khẩu hoặc gì đấy. Nếu mà các bạn không có cái mã 2FA này bảo vệ ấy, thì người ta rất dễ dàng để người ta thực hiện quá trình rút tiền đó. Tuy nhiên bây giờ có được cái mã 2FA này rồi ấy, thì để có thể đổi được mật khẩu, để có thể rút được tiền, nó sẽ yêu cầu các bạn cần phải xác thực cái mã 2FA này vào. Như vậy ấy, thì tài khoản của các bạn nó sẽ được đảm bảo an toàn hơn. Đấy, các bạn hiểu rõ được cái mã bảo mật 2FA rồi đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ vào cái mục hồ sơ này giúp cho mình này. Đây, các bạn vào cái mục hồ sơ này giúp cho mình nhé. Sau đó các bạn click vào cái mục bảo mật này. Đấy, click vào cái mục bảo mật. Các bạn thấy cái xác thực hai yếu tố này hiện tại là đang tắt đúng không? Đang tắt đúng không? Bây giờ các bạn sẽ click vào bật nó lên. Đây, các bạn sẽ click nó vào rồi kích hoạt nó lên này. Kích hoạt nó lên. Các bạn cứ làm theo đi, bây giờ rồi dần dần mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đấy. Ở đây các bạn để ý này, nó sẽ hiển thị là bạn chưa thêm bất kỳ một thiết bị xác thực nào. Thì các bạn sẽ click vào cái chữ thêm mới này nhá. Các bạn click vào chữ thêm mới này. Đấy, thì ở đây nó sẽ hiển thị lên một cái mã QR như thế này. Đây chính là cái mã QR để cho các bạn tải cái ứng dụng Google Authentic về. Đây các bạn thấy này, nó ghi này, quét mã QR để tải ứng dụng xác thực Authentical về điện thoại. Các bạn có thể là quét cái mã này về để tải, để vào cái link tải, hoặc là các bạn có thể vào điện thoại, các bạn vào CH Play ấy, các bạn gõ cái Google Authentical ấy, như trên màn hình mình đang gửi cái ảnh cho các bạn xem ấy. Đấy, các bạn tải cái app này về giúp cho mình. Sau khi tải xong ấy, thì các bạn sẽ click vào cái chữ là tiến hành kích hoạt này. Các bạn click vào đây. Sau đó nó sẽ gửi ra một cái lộ trình để xác thực dành cho thiết bị di động. Cái thiết bị di động ấy mà các bạn đang sử dụng để giao dịch FTMO, để đăng nhập lên tài khoản FTMO ấy, thì các bạn sẽ sử dụng điện thoại đấy để quét cái mã, để nhận cái mã 2FA. Đây các bạn thấy này, bước 1 này là cài đặt cái ứng dụng, thì vừa giờ mình đã hướng dẫn cho các bạn cài đặt rồi đúng không? Cái bước thứ hai là cung cấp tên thiết bị để quản lý thiết bị đấy cho các bạn, thì ở đây các bạn sẽ điền tên thiết bị của các bạn vào. Ví dụ thiết bị của mình là Redmi Note 11 đi, thì mình ghi là Redmi Note 11, điện thoại của các bạn là iPhone, là Xiaomi vân vân, thì các bạn cứ điền vào. Đó. Thứ ba này, nó yêu cầu là hãy mở cái ứng dụng và quét mã QR. Các bạn mở cái ứng dụng Google Authentical mà khi nãy mình bảo các bạn tải ấy, các bạn mở nó lên. Sau đó các bạn quét cái mã này. Đấy, các bạn mở nó lên, sau đó các bạn quét cái mã này. Sau đó nó gửi cho các bạn một cái mã 6 số. Đó chính là mã 2FA để cho các bạn điền vào. Đấy, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đấy, sau khi mà điền xong ấy, thì các bạn sẽ bấm vào gửi. Đấy là hoàn tất về quá trình mà các bạn lấy được cái mã 2FA. Đấy, thì sau khi mà các bạn kích hoạt xong ấy, thì các bạn để ý nhá, cái xác thực hai yếu tố này nó sẽ hiển thị lên cái màu xanh như thế này, là enable này. Đấy, rất là đơn giản, nó chỉ vậy thôi. Đấy chính là chi tiết về cái xác thực 2FA cho bạn nào mà chưa hiểu, chưa biết, thì mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Rồi, video này mình xin dừng tại đây. Đừng quên các bạn mà đăng ký thi quỹ
tại Z5E hoặc ST1O thì click dưới link mình để dưới phần mô tả ủng hộ mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.